thể dẫm này, nhảy cả hai chân này. Chào mừng các bạn đến với kênh kiến thức xây dựng của trường Gia Phát Tinh. Thưa quý vị và các bạn, mô hình nhà khung thép đã có mặt trên thế giới từ rất lâu. Họ đã làm được những công trình cao tầng và siêu cao tầng. Vài năm gần đây, mô hình nhà khung thép đã xuất hiện ở Việt Nam một cách dày đặc. Để thay đổi quan điểm của người sử dụng từ nhà bê tông cốt thép sang nhà khung thép không phải là một điều đơn giản. Tôi khẳng định rằng mô hình nhà khung thép đem đến một trải nghiệm không thua kém gì so với mô hình nhà bê tông cốt thép. Có những đặc điểm của nhà khung thép còn vượt trội hơn so với nhà bê tông cốt thép. Để làm được việc đó, chúng tôi luôn luôn bắt đầu từ trải nghiệm của người dùng, lắng nghe ý kiến của khách hàng và không ngừng cải tiến sản phẩm của chúng tôi. Thay vì ngồi trong phòng thiết kế và bắt khách hàng phải hiểu và phải chấp nhận mô hình nhà khung thép, một trong những rào cản để thực hiện được việc đó là chúng tôi phải lắp ghép được các bộ phận của công trình với nhau, từ phần móng, phần khung, phần tường và phần sàn, làm sao tạo ra được một công trình hoàn hảo nhất, đem đến trải nghiệm của người dùng tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại dự án nhà khung thép do Trường Giang thực hiện tại thành phố Hải Dương. Công trình này có quy mô 7 tầng với diện tích sàn 200m² và dầm vượt nhịp lớn hơn 8m. Bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tôi trải nghiệm mô hình nhà khung thép phần 1, phần khung thép, sàn và tường so với nhà bê tông cốt thép như thế nào. Trải nghiệm đầu tiên của chúng ta đối với nhà khung thép do Trường Giang Steel thực hiện đó là phần cột. Công trình này có nhịp rộng 8m. Nếu như mà chúng ta làm bê tông cốt thép truyền thống thì cái cột này có tiết diện ít nhất là 300 x 300. Thế mà sản phẩm của Trường Giang Steel thì các bạn sẽ thấy là cái phần cột này nó chỉ có 200 thôi. Mọi người nhìn thấy cái phần cột này rất là mỏng, cái chiều rộng rất là mỏng. Thế sau đó là chúng ta có thể là xây tường vào đây và trốn được luôn hàng cột. Đối với nhà bê tông cốt thép thực hiện việc này là rất khó. Trải nghiệm thứ hai, mọi người nhìn thấy gì đây không ạ? Đây chính là một cái lỗ xuyên rộng. Lỗ này, lỗ kia này, lỗ kia, mọi người nhìn thấy lệch nhau không? Đấy, đấy là trải nghiệm thứ hai của Trường Giang Steel. Đó là chúng tôi đã quét được các lỗ ở trên bụng rầm nhưng không cùng tuyến. Chúng tôi đã tính toán rất kỹ từng hướng đi của các cái lỗ này để tạo ra những cái lỗ hon mà hệ thống cấp thoát nước, hệ thống EMI ở trong công trình đi qua, khiến cho công trình được cao nhất và sử dụng tiện nghi nhất. So với bê tông cốt thép chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta không bao giờ bê tông cốt thép có thể đục được cái lỗ ở trên thân rầm như thế này, mà chúng ta phải chạy hệ thống EMI dưới đáy rầm. Không, 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 từ từ á. Đứng hẳn ra mép ngoài kia. Rồi, từ từ nhá. Lại này. Rồi, anh Phong có thể dẫm này, nhảy cả hai chân lên. Rồi, anh thấy thế nào? Rất là chắc chắn. Rồi, đó là trải nghiệm thứ 3. Sàn đếch do Trường Giang Steel thực hiện rất đầm chân và chắc chắn. Nhưng các bạn biết không, anh Phong đang đứng ở ngoài ban công. Nó là một cái công sơn do Trường Giang thực hiện dài 2,5m, chứ không phải đang đứng trong sàn đâu nha. Đây, đấy là anh Phong đang đứng ở sàn tầng 2. Tôi sẽ zoom lên sàn tầng 3 này, mọi người nhìn này. Đây, mọi người thấy không, cái công sơn này. Đây là từ trong nhà này. Đấy, công sơn này đua ra tận ngoài này là 2,5m. Đấy, đoạn này là 2,5m. Mọi người thấy không? Một cái công sơn dài 2,5m mà rộng lên nó đầm chân như vậy. Trải nghiệm thứ 3, xin thưa với các bạn. Đây là sàn vệ sinh. Nhà bê tông cốt thép khi làm sàn cũng có thể giật cấp. Thì nhà khung thép hoàn toàn cũng có thể giật cấp để làm sàn vệ sinh tụt xuống so với sàn nhà sử dụng bình thường. Đấy, nó không hề thua kém so với nhà bê tông cốt thép. Ở đây các bạn thấy là một cái cột chưa xây đúng không ạ? Đây, nó vẫn là chiều rộng là 200 đây.
sau khi mà chúng tôi xây tường 220 vào, bạn biết vừa cái khe này là tôi đi, thế là đến khi mà chát là cái nhà này là không hề lộ cột. Đối với một cái nhịp rộng trên 8 mét như thế này và là một cột mỏng có 200, bê tông cốt thép không thực hiện được các bạn ạ. Bê tông cốt thép không bao giờ thực hiện được việc này. Đấy, anh Phong Phong đi ở đây cho mọi người thấy cả cái tường xây này. Đấy, ra đi nhớ đi vào đây. Đấy, thấy không? Cái sau là chúng ta sẽ bỏng đến hết đây và chúng ta chát thử. Còn luôn cả trong nhà này là không nhìn thấy cột luôn. Đấy, mọi người nhìn cả trong nhà này. Đấy, Phong phóng vào bên trong và coi như là không nhìn thấy cột luôn. Ok, ở ngôi nhà khung thép như thế có sướng không ạ? Rồi, thưa quý vị và các bạn, tôi đã cho quý vị và các bạn một trải nghiệm về phần thô của nhà khung thép, gồm khung thép, sàn, đất, tường xây. Mời quý vị và các bạn theo dõi kỳ sau, đó chính là sử dụng tấm ALC để làm tường từ tầng 3 lên tầng 7 của công trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn nhé. Đăng ký kênh kiến thức xây dựng của chúng tôi để theo dõi các video clip sau.